Khang Audio Bình Dương xin kính chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Buổi chiều nay tuy là hơi lom rom, nay 21 tháng 10 vì hôm qua 20 tháng 10 chắc các bác mệt, không để ý gì nâm ly loa đài nữa đúng không ạ? Mà cũng phải thôi, em thế mệt mẹ, dã rời rồi. Báo cáo với các bác là đây có một cái đơn hàng của cái bác ở Hưng Yên nhá. Cái này là đôi loa Kenwood. Đây đây. Ở phường Minh Đức Thị, xã Mỹ Hào, Hưng Yên. Đấy. Đôi loa Kenwood đây là cần này. Đấy. Hơi lom dòm tí đúng không? Thôi thế xin phép các bác em dừng clip để làm thủ tục gửi đi cho bác khách này. Cảm ơn các bác đã ủng hộ Khang Audio Bình Dương. Chào thân ái. Merci.